biết. Môn nhỏ định lý. Các con chú ý cái định lý đầu tiên này với thầy nhá. Thầy có một tam giác ABC và AD là đường phân giác của góc BAC. D là điểm làm chia cách BC. Các con vẽ vào vỏ cho thầy. Một tam giác ABC bất kỳ với phân giác AD. Đây, thầy vẽ tam giác ABC bất kỳ phân giác AD. Nào, thì cho chúng ta cùng ôn lại cách vẽ phân giác bằng thước thẳng hai lẻ các con nhá. Đây, kẻ một đường này. Nhớ không? Dùng thước thẳng hai lẻ để vẽ phân giác. Một cạnh đặt làm sao cho cạnh thước trùng với cạnh AB. Cạnh ngoài thì kẻ một đường. Tiếp theo trùng với AC. Và thầy kẻ đường thẳng đi qua điểm A và điểm đánh dấu chính là tạo ra phân giác. Các con có thể lý giải đơn giản. Đó sử dụng tính chất hình thang. Đường chéo sẽ là đường phân giác. À quên. Dùng tính chất hình thoi. Thầy quên. Đường chéo là đường phân giác. Rồi, trở lại bài toán này. Thầy đã vẽ xong hình.